Xin chào tất cả các anh em nha. Video giới thiệu các anh em tham gia một dự án AR nhận token ARN các bạn. Một token ARN này có khoảng 20 đô các bạn. Để tham gia game này bằng click phần link mô tả bấm nút start. Sau khi bấm nút start xong nhiệm vụ như thế này các bạn bấm vào continue nha tất cả các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh chat kênh seller các bạn. Các bạn follow nè. Token ARN này đã list trên sàn Binance rồi các bạn. Giờ bạn bắt đáp lên. Rồi tiếp tục thì các bạn join kênh group nữa các bạn. Rồi chờ là chat rồi các bạn join chào nhóm chat nghe bạn quay đi fireboy rồi các bạn bắt bắt đáp lên nghe bạn rồi tiếp tục thì follow từ Twitter nghe bạn tờ Twitter thì các bạn theo dõi này các bạn chờ lót dán chút xíu các bạn tiếp tục các bạn like và tweet lên các bạn mình test lại nè rồi các bạn mới đáp lại các bạn mở post mình ra lại các bạn subscribe kênh YouTube nữa các bạn YouTube thì bạn đăng ký nghe bạn, rồi bạn mới đáp lời, rồi bạn bấm vào nút submit detail nghe bạn, tiếp tục bấm don, tiếp tục thì bạn gửi lên tờ lưu file Twitter mình nha các bạn, thì các bạn mở tờ Twitter mình ra các bạn vào trang cá nhân vào ba chuột bên cùng, bạn chia sẻ, bạn sao chép liên kết nghe bạn, Twitter thì các bạn copy lên tờ Twitter của bạn nè, các bạn mở post ra nè các bạn, các bạn dán vào đây nghe bạn. Tiếp tục thì đường link YouTube nha bạn. Thì để mình gửi cho bot thông tin đi, mình hướng dẫn các bạn lấy link YouTube các bạn. Có một số bạn không biết lấy đường link YouTube. Các bạn copy link YouTube nè. Các bạn gửi cho bot nè. Đường link YouTube thì các bạn link YouTube thì các bạn mở đường link YouTube các bạn ra nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân của tôi nha các bạn. Nhấp chỗ này nè, các bạn nhấp vào kênh của bạn nè các bạn. Tôi vừa gửi địa chỉ các bạn nha các bạn. Các bạn lướt xuống. Các bạn theo chép nha bạn. Tiếp tục các bạn bấm vào balance để check số cần mình kiếm được nha bạn. Mình đã nhận được một token nè bạn. Withdraw thôi. Câu này sau khi chương trình này gấp nó kết thúc nên phong phối các bạn. Vì video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.